không di chuyển bể cá tránh vân xui. Nhiều gia đình có thói quen nuôi cá cảnh tại nhà, nhưng khi nuôi cá bạn phải nhớ không được di chuyển lung tung bể cá để tránh được xui xẻo. Vị trí đặt bể cá nên được tìm hiểu từ đầu, không được đặt linh tinh để sau này tránh việc di chuyển. Trong phong thủy, nước là của cải, đặt một bể cá ở trong nhà mà hợp tuổi gia chủ có thể thúc đẩy sự giàu có. Nếu không biết về phong thủy, tốt nhất nên nhờ thầy phong thủy tính toán giúp xem. Giúp mệnh của mình có dùng bể cá được không, đặt ở hướng nào thì may mắn. Nhưng nếu như bạn cứ luôn thay đổi vị trí của nó đồng nghĩa với việc bạn đang cản trở nó mang lại sự giàu có vào nhà của mình. Hơn nữa, trong bể cá có nhiều hơi nước, độ ẩm tương đối nặng, nếu chuyển đến nơi không thích hợp như phòng ngủ sẽ làm giảm năng lượng dương trong phòng ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.